Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương mục VGC Pokemon mỗi tuần, nơi sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đấy trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra các phong cách chiến đấu của Pokemon mà các cậu yêu thích. Và mình là Tôn Huế, từ nay sẽ thay thế cho anh Simon A dẫn dắt chương mục tiêu điểm VGC mỗi tuần. Với giọng đọc mới này, nếu còn điều gì cần sửa chữa, mong rằng mọi người sẽ góp ý với mình ở phần bình luận để mình cải thiện hơn trong các video sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung chính của video tuần này. Vậy là Revelation Hub cũng đã diễn ra được một thời gian, chúng ta đã chứng kiến được nhiều sự thay đổi mới lạ trong đấu trường VGC với nhiều chiến thuật khác nhau được các nhà huấn luyện sử dụng cạnh các Pokemon yêu thích. Để thích nghi với đấu trường VGC hiện tại, nội dung ở chương mục này sẽ có một số thay đổi để phù hợp hơn với đấu trường hiện nay, cũng như giúp mọi người dễ hiểu hơn về khả năng của các Pokemon. Và tuần này, chúng ta sẽ chào đón Oricorio, một Pokemon với những bước nhảy uyển chuyển của bản thân. Ngoài ra, đây còn là một Pokemon vô cùng đặc biệt bởi có 4 hình dạng khác nhau và mỗi hình dạng lại mang đến những phong cách chiến đấu riêng biệt. Vậy, hãy cùng đến với phần tiếp theo để rõ hơn về sức mạnh của những bước nhảy mà Oricorio mang lại. Tổng quan về sức mạnh, Oricorio là một Pokemon có tới 4 hình dạng khác nhau tùy vào loại mật hoa mà nó uống. Tuy vậy, ở phần chỉ số thì Oricorio không có sự thay đổi qua các hình dạng. Oricorio có chỉ số cơ bản là 476, được chia ra khá cân bằng, với HP và các chỉ số phòng thủ ở mức trung bình từ 70 trở lên. Oricorio vẫn có thể chịu đòn, tuy vậy lại không quá bền bỉ. Điểm mạnh của Pokemon này nằm ở khả năng tấn công đặc biệt, với đây là chỉ số cao nhất của Pokemon này, giúp nó gây sát thương đặc biệt khá ổn và mức tốc độ khá tốt, cho phép Pokemon này tấn công khá trước đối thủ. Tổng quan thì Oricorio sẽ phù hợp với vai trò hỗ trợ và tấn công trong đấu trường hiện nay. Về Ability, với biệt danh là một vũ công ở thế giới Pokemon, Oricorio có một khả năng đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong nhiều chiến thuật khác nhau, và đây là yếu tố đặc biệt và độc đáo ở Oricorio. Đặc tính Dancer giúp Pokemon sao chép và thực hiện lại các chiêu thức bước nhảy của đồng đội ngay trong lượt đó. Đến với hệ của Pokemon, là một Pokemon có thể thay đổi hình dạng tùy vào loại mật hoa mà nó uống. Oricorio có trong mình 4 hình dạng khác nhau với những song hệ khác nhau, lấy hệ chủ đạo là hệ bay. Ở hình dạng đầu tiên là Oricorio Ballet mang trong mình song hệ lửa và bay. Đối với khả năng phòng thủ thì song hệ này cho phép kháng đến 6 hệ, đó là giác đấu, bọ, thép, lửa, cỏ, siêu linh, tiên và miễn nhiễm với hệ đất. Tuy vậy, với song hệ này thì Oricorio phải nhận sát thương cao từ những điểm yếu hệ nước, điện và đặc biệt yếu khi bị hệ đá nhắm đến. Trong việc tấn công thì song hệ lửa bay mang lại cho Oricorio Ballet khả năng tấn công được bao phủ khá rộng khi có thể khắc chế các hệ như côn trùng, thép, cỏ, băng, giác đấu và bọ. Tuy vậy, song hệ trên sẽ khá bất ổn khi đối đầu với những Pokemon hệ đá vì không thể tấn công hiệu quả lên hệ đá. Ở hình dạng thứ hai là trạng thái bom bom, Oricorio mang trong mình song hệ điện và bay. Về mặt phòng thủ, với song hệ này sẽ giúp Oricorio kháng lại các đòn tấn công từ hệ giác đấu, hệ bọ, thép, bay, cỏ và miễn nhiễm với hệ đất. Tuy vậy, song hệ này vẫn có những điểm yếu trước hệ đá và hệ băng. Khi tấn công, song hệ điện bay cho phép Oricorio Bom Bom tấn công hiệu quả lên hệ nước, hệ bay, bỏ, giác đấu và cỏ. Tuy nhiên, sẽ không hiệu quả khi đối đầu với hệ điện. Ở hình dạng thứ ba là hình thái Pau, mang trong mình song hệ siêu linh và bay. Đối với khả năng phòng thủ thì song hệ này giúp Oricorio kháng lại các đòn tấn công từ hệ giác đấu, cỏ, siêu linh và miễn nhiễm với hệ đất. Tuy vậy thì song hệ này có những điểm yếu trước khá nhiều hệ, đó là hệ đá, ma, điện, băng và bóng tối. Về mạng tấn công thì song hệ siêu linh và bay cho phép Oricorio Pau tấn công hiệu quả lên hệ giác đấu, hệ bọ, độc và cỏ, nhưng sẽ không hiệu quả khi đối đầu với hệ thép. Ở hình dạng cuối cùng là hình thái Sensu, Oricorio mang trong mình song hệ ma và bay. Với khả năng phòng thủ thì điều này giúp nó kháng lại hệ độc, cỏ và bọ, hơn hết là miễn nhiễm tới tận 3 hệ, đó là giác đấu, thường và đất. Dù vậy thì song hệ này vẫn có những điểm yếu nhất định, đó là hệ đá, ma, điện, băng và bóng tối. Về khả năng tấn công thì song hệ ma và bay cho phép Oricorio Sensu tấn công hiệu quả lên hệ giác đấu, hệ bọ, cỏ, ma và siêu linh. Đến với thế mạnh và điểm yếu của Oricorio, chúng tôi nhận định đây sẽ là một Pokemon khá thú vị với thế mạnh là đa dạng hình thái. Và với mỗi hình thái thì hệ của chiêu thức độc quyền Revelation Dance sẽ được thay đổi giúp nó linh động trong từng đội hình. Đặc tính Dancer của Oricorio cũng sẽ là một điểm khá bất ngờ dành cho đối thủ khi nó cho phép Pokemon này sử dụng các chiêu thức dạng bước nhảy mà đồng đội đã sử dụng. Do đó, khi kết hợp với chiêu thức Fairy Dance hoặc Aqua Step của đồng minh sẽ giúp cho Oricorio có khả năng sử dụng hai chiêu thức trong một lượt, tạo lợi thế chiến thuật cũng như là sát thương rất lớn. Ở điểm yếu của Oricorio thì đây sẽ là một Pokemon khá chật vật với những Pokemon tấn công cao bởi vì khả năng phòng thủ yếu của bản thân Oricorio khiến nó dễ bị hạ gục trước những đòn tấn công mạnh mẽ.
Điểm yếu về hệ cũng là một điểm yếu cần phải lưu ý, bởi có tới 4 hình dạng khác nhau, kèm theo đó là 4 cách kết hợp song hệ, nên sẽ cần phải lưu ý các điểm yếu về hệ của Oricorio tùy vào mỗi hình dạng khác nhau. Đến với lối chơi dành cho Pokemon, đối với Oricorio, một Pokemon phù hợp với vai trò tấn công và hỗ trợ, thì tụi mình sẽ cho nó kết hợp với những đồng minh chủ lực có các chiêu thức dạng bước nhảy như là Volcarona với Fairy Dance, hoặc là Quaquavo với chiêu thức Aqua Step để kích hoạt Ability Dancer của bản thân Pokemon này. Với khả năng sao chép và thi triển những chiêu thức bước nhảy của đồng đội, thì Oricorio vừa có thể sử dụng các chiêu thức hỗ trợ đồng minh, tạo lợi thế hay là quấy rối đối thủ, và vừa có thể tấn công nhờ việc thực hiện các đòn tấn công bước nhảy của đồng đội để giúp tối ưu sát thương. Với lối chơi này sẽ tạo nên phần độc lạ khiến đối thủ bất ngờ và giúp bản thân chiếm nhiều ưu thế. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần xây dựng sức mạnh của Pokemon. Đầu tiên sẽ là EVS và IVS. Đối với EVS thì chúng ta sẽ gia tăng hết mức vào khả năng tấn công đặc biệt để giúp tối ưu sức mạnh từ những đòn tấn công đặc biệt của Oricorio, và cũng sẽ gia tăng tốc độ hết cỡ để giúp cho Oricorio nhanh hơn một số đối thủ, giúp Pokemon này có thể hỗ trợ và tấn công hiệu quả hơn. Ở mạng IVS thì chúng ta sẽ nâng full trừ chỉ số ảo tác để tránh trường hợp bị confuse hoặc bị tấn công bởi foul play. Về Ability thì chúng tớ sẽ chọn Dancer là đặc tính độc quyền duy nhất của Oricorio, giúp Pokemon này có thể sao chép các chiêu thức dạng nhảy múa của đồng minh như là Quiver Dance, Dragon Dance, Sword Dance và sử dụng lại ngay trong trận đấu để tạo lợi thế lớn hơn. Đến với phần tính cách thì với vai trò là một Pokemon vừa tấn công vừa hỗ trợ thì tính cách mà chúng tớ chọn cho Oricorio sẽ là Timid. Vì với tính cách Timid, Oricorio sẽ được gia tăng thêm 10% tốc độ giúp Pokemon này ra những đòn tấn công nhanh hơn. Cùng đó là giảm đi 10% khả năng tấn công vật lý, vốn là mảng không quan trọng của Oricorio, và còn giúp giảm sát thương khi Oricorio nhận phải những đòn tấn công như là Foul Play hoặc bị Confuse. Về trang bị thì trang bị phù hợp với một Pokemon mỏng manh như là Oricorio sẽ là Focus Sash, giúp Pokemon sống sót với 1 HP nếu bị tấn công từ đầy HP xuống 0. Đây sẽ là một trang bị khá cần thiết dành cho một Pokemon hỗ trợ tấn công mỏng manh như là Oricorio. Với trang bị này thì Oricorio sẽ được tăng khả năng trụ sân hết mức có thể, giúp đầu ra sát thương được gia tăng và cũng như là có thể hỗ trợ đồng minh một cách tốt hơn. Về hệ Terra thì với Oricorio, một Pokemon hỗ trợ khá mỏng manh, chúng tớ khuyên rằng nên dành slot Terra dành cho những Pokemon chủ lực còn lại trong đội hình. Dù vậy, nếu cần thiết Terra thì mọi người có thể tham khảo các hệ sau để phù hợp cho từng hình dạng của Oricorio. Terra hệ cỏ sẽ dành cho hình dạng Oricorio Ballet, Terra hệ thép dành cho hình dạng Oricorio Bom Bom. Đối với dạng phong cách Pau và Sansu thì mọi người có thể lựa chọn Terra hệ bóng tối. Về chiêu thức của Oricorio là một Pokemon gắn liền với khả năng tấn công lẫn hỗ trợ, thế nên những chiêu thức sau sẽ là lựa chọn khá tốt dành cho Oricorio. Revelation Dance sẽ là chiêu thức tấn công độc quyền không thể thiếu của Pokemon này, với khả năng thay đổi hệ tùy vào hình dạng của Oricorio. Hurricane cũng sẽ là một chiêu thức tấn công có thể lựa chọn với sát thương cao và khả năng gây ra Fling. Icy Wind là chiêu thức vừa gây ra sát thương và vừa có thể làm giảm tốc độ của kẻ địch. Taunt sẽ là chiêu thức giúp quấy rối và ngăn chặn những Pokemon hỗ trợ của đối thủ. Helping Hand sẽ là chiêu thức tăng 50% sát thương của đòn đánh mà Pokemon đồng đội sắp thi triển. Tailwind dùng để hỗ trợ tăng gấp đôi tốc độ cho toàn đội hình trong 4 lượt. Và giờ đây chúng ta sẽ đến với một phần thực hành chiến đấu nhỏ để mọi người có thể hiểu rõ hơn về phong cách chiến đấu của Oricorio. Bên đối thủ hiện tại thì đang là một đội hình có vẻ như là thuộc về đội hình sử dụng Eruption, và bên kia cũng có Palmot, một Pokemon có chiêu hồi sinh nữa cơ. Within trong đợt này thì tôi không biết mang theo có ý nghĩa gì, tại vì hình như là trung hòa để hủy bỏ tất cả Ability luôn thì phải, bởi vì bên kia Ability hình như không có tác dụng quá nhiều khi kết hợp với nhau, nên là lượt đầu tiên, tại vì bên mình không có Ability nha, nên là lượt đầu tiên tớ nghĩ sẽ để cho Volcarona đi ngay với Oricorio luôn. Thứ nhất là tạo Tailwind, thứ hai đó là có thể copy chiêu tấn công của Volcarona. Không copy được, Dancer bị hủy rồi, nên là chỉ có thể tạo Tailwind thôi. Còn Clefairy sẽ đi ở lượt sau để hỗ trợ. Từ từ. Nếu vậy thì để Oricorio đi với Rillaboom ngay lượt đầu luôn đi. Clefairy với là Oricorio sẽ hỗ trợ lượt sau.
Lượt đầu bên kia quyết định là sử dụng chiêu Ru Ngủ rồi. Đối với lượt đầu tiên, bên kia tốc độ hình như không biết có cao hơn Volcarona không nha. Nhưng mà để an toàn thì mình cứ Tara cho Volcarona cái đây. Bây giờ là quyết định tấn công, dùng Volcarona tấn công vào ai đây? Brickwork hoặc là Faridan. Sử dụng Brickwork đi. Rillaboom thì phát cao và Weezing. Không, Rillaboom 2 hết power và Weezing luôn đi. Tốc độ bên kia hình như vẫn đang thua mình thì phải. Nên sự ưu tiên hiện tại của mình sẽ là đánh, cố gắng hạ gục bên kia. Protect rồi. Thế là bên kia cũng đoán được mình sẽ Terra cho Volcarona rồi. Ăn hết power. Còn một chút xíu sát thương nữa. Slug Bomb. Ok. Weezing bên kia thì vẫn đang chậm hơn bên mình. Volcarona lượt này thì sẽ vẫn cố gắng quyết tâm đánh vào thôi. Bên kia hai Pokemon bên kia nếu mà đổi ra lượt này, Volcarona sẽ dùng Florian đi. Còn để đối đầu với Weezing thì hai hấp power vẫn là lựa chọn tốt rồi. Weezing khả năng cao cũng sẽ protect để bảo vệ bản thân. Acid Spray. Ô, thế là Weezing không protect rồi. Lượt sau thì mình nghĩ mình sẽ để cho Volcarona sử dụng River Dance. Cùng với đó là đảo Rillaboom về để lấy được lại chiêu phát cao của Rillaboom. Nếu mà hợp lý thì có thể để Oricorio ra sân ở lượt sau. Còn không thì nên để cho Clefairy ra sân. Bên kia sử dụng Pokemon gì đây? Palmot. Nếu là Palmot thì để Oricorio ra sân cũng được này. Quiverdan lượt này và để cho Oricorio ra sân. Tại vì Palmot là một Pokemon hệ điện và giác đấu. Nếu mà dùng Claw Combat thì cũng không có gây sát thương lên Oricorio được. Mà dùng bên kia Protect rồi. Thế là Palmot sẽ đánh lượt này hoặc là Palmot sẽ dùng chiêu hồi sinh. Đấy, Palmot dùng cho hồi sinh rồi. Lượt này thì mình sẽ có được một lượt Weaverdance free ở hai Pokemon của mình luôn. Và bên kia thì sử dụng để hồi sinh lại Weezing. Hồi sinh Weezing với 50% máu cũng là một điều kiện khá đấy. Dancer giúp Oricorio. Hiện tại thì tốc độ bên mình đang nhanh hơn bên kia hết rồi. Dù vậy thì nếu mà muốn thì vẫn có thể là sử dụng Tailwind cho chắc chắn. Volcarona lượt này nên sử dụng Faradan hơn. Thứ nhất là ngừa phòng trừ bên kia có thể đổi Pokemon. Còn Oricorio thì sử dụng Revelation Dance để cố gắng hạ gục Palmot. Oricorio hiện tại được tăng một bậc tấn công đặc biệt. Ồ, Palmot bên kia Focus Sát rồi. Faridan hạ gục được có Pokemon bên kia luôn rồi. Bên kia quyết định là không đổi Pokemon ra sân. Lượt sau với Faridan thì Oricorio vẫn có thể sử dụng đánh thêm một lượt nữa để hạ gục Palmot.
Hiện tại thì bên kia chỉ còn hai Pokemon thôi, với Weezing là 50% máu và một Pokemon cuối nữa thì mình cũng chưa biết sử dụng Pokemon gì. Hồi nãy là sử dụng Faridan là sợ Weezing bên kia sẽ đổi ra để thay thế cho Bạch Tuộc bên kia, cũng như Faridan cũng hợp lý đấy chứ, nếu mà bên kia Pokemon cuối cùng là Corviknight. Tốc độ mình đang hơn, sức mạnh mình đang hơn, thì vậy nên là cứ đánh thôi. Nếu mà Oricorio lượt này tốc độ nhanh hơn, hạ gục được Weezing thì Oricorio cũng là tái kích hoạt được ability một lần nữa. Bên kia cố định Terra rồi. Và khả năng bên kia sẽ Terra cho Corviknight. À không, Terra Weezing á. Ủa, Pokemon bên mình đâu khắc chế được Weezing mấy đâu nhỉ? Nếu mà trường hợp này thì Corviknight... Ok, hạ gục được Weezing rồi. Tại sao bên kia lại Terra cho Weezing nhỉ? Thế nên là lỡ lượt này, nếu mà Faridan của Volcarona không hạ gục được thì vẫn còn của Oricorio nữa cơ. Không sao, chúng ta đã thắng rồi. Hạ gục hết tất cả Pokemon bên kia, với bên mình là vẫn còn nguyên 4 Pokemon. Tổng kết là một vũ công lão luyện trong thế giới Pokemon. Oricorio với những bước nhảy riêng biệt từ bốn hình thái khác nhau khi kết hợp với Ability Dancer sẽ là một Pokemon cực kỳ khó đoán nhờ vào cách kết hợp chiến thuật xung quanh Pokemon này. Tuy vẫn còn một số điểm yếu, đó là khá mỏng manh trong khả năng phòng thủ, nhưng chắc rằng chú chim vũ công này sẽ là một Pokemon khá thú vị và đem lại nhiều niềm vui dành cho nhà huấn luyện, cũng như là sẽ tạo nên một đấu trường VGC mới mẻ với những bước nhảy của bản thân. Để đánh giá cho Oricorio thì chúng tớ sẽ dành tặng cho Pokemon này 4 trên 5 sao qua màn thể hiện những bước nhảy nghệ thuật mà Pokemon này mang lại cho đấu trường VGC. Ở trên là toàn bộ các thông tin mà chúng tớ đưa ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về các Pokemon cũng như là lối chơi của các Pokemon đấy. Chúng tớ mong rằng các bạn sẽ có nhiều thắng lợi trên đấu trường VGC với Pokemon này, giúp đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu có còn gì thiếu sót về Pokemon này mà mọi người biết thì hãy góp ý với tụi mình ở phần bình luận. Đừng quên mọi người có thể đưa ra các Pokemon mà mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh các Pokemon đó. Hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau.